Chiều ngày 15 tháng 10, trong cơn mưa kèm gió giật đã làm hàng loạt cây xanh cửa ngõ phía Tây trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ngã đổ, khiến người đi đường hoảng sợ. Theo đó, gần 16 giờ cùng ngày, tại khu vực trời đổ mưa tuy không lớn nhưng có gió giật đã làm hàng loạt cây xanh có đường kính từ 20 đến 40 cm, cao gần chục mét trồng ven hai bên tuyến đường quốc lộ 1 và đường song hành quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc quận Bình Tân đến đường Hưng Nhân huyện Bình Chánh ngã đổ hàng loạt. Có cây trong lúc ngã đổ đè lên chòi nước làm người ngồi ngay phía dưới hốt hoảng tháo chạy, sợ cây ngã trúng, có người đi đường tấp phương tiện vào nhà dân ẩn nấp. Ngay khi mưa tạnh, các nhân viên cây xanh đã có mặt cắt tỉa, dọn dẹp các cây ngã đổ đưa lên lề, tránh ảnh hưởng giao thông qua khu vực.